Cứ bình luận bình thường ấy đã, cứ bình luận bình thường ấy. Cứ bình luận cho người ta đá ấy. Về đi con, về úp lại thôi. Bình luận cho người ta đá đi, tắt láp đi. Ý là tắt láp đi, tắt láp bình luận bình thường ấy. Bình luận bình thường cho người ta đá đi, tối về làm lại. Tối về thằng Phong nó làm. Cứ bình luận chay bình thường đi. Bình luận chai bình thường cho người ta đá đi. Quay đi co rồi. Thì dẹp máy đi, sửa gì nữa. Hư máy mà sửa gì. Dẹp máy tính đi. Thank you.
Đang thì con nãy giờ mà dẹp đi dẹp trước. Đừng có dẹp cho điện nha, đúng quá. Dẹp cho điện hết quay luôn. Sao cái máy điện thoại anh cái nó hết pin sao nãy giờ không vô. Thank you.
chỗ người ta đá mày. Có điện thoại anh có vô pin không ai đến má sao nãy sạc có không kìa okay. Thank you.
mấy nhà mua chuột thử thử không? Không cho báo xanh bên nào luôn không?
Đây nó dẹp cái loa ra ngoài xe đi. 10 phút nữa xong rồi. Dẹp cái loa ngoài xe đi, xong rồi. Còn 10 phút nữa xong rồi. Yeah.
Quẹt với đen đen. Má lạnh quá, mắt đá hen. Nãy quên mặc áo khoác mới ghê chứ. Nãy quên đem áo khoác. Thank you.
Rồi hết giờ Đan ơi. Hết chung đủ 40 phút luôn. Là sao? Trên thẻ nhớ không hết luôn. Đủ 40 phút luôn không? 41 phút. Ở chỗ đâu có.